tranh cãi phát ngôn của đoàn di băng, không phải bạn già đâu, do hết tiền nên mới không mong Tết. Hiện tại sở tây tớt này đã không còn trên fanpage của đoàn di băng nhưng cư dân mạng vẫn đang tiếp tục tranh cãi. Ngoài những lần khoe biệt thự, siêu xe hay quà tặng tiền tỷ, đoàn di băng cũng có lúc gây tranh cãi vì những chia sẻ, phát ngôn của mình. Mới nhất, cộng đồng mạng đã bày tỏ nhiều ý kiến trái chiều trước một sở tây tớt được cho là đăng tải trên fanpage của nữ đại gia quận 7. Băng thấy mấy bạn hay bảo, mình không còn thích Tết nữa, Chắc mình ra rồi. Không phải bạn ra đâu, do bạn hết tiền á. Chớ ba mẹ mình đây, nôn tết gần là nội dung dòng trạng thái. Dù bài đăng hiện không còn tồn tại nữa, nhưng ở các diễn đàn, cộng đồng mạng vẫn đang bàn tán xôn xao, thậm chí chia phe tranh cãi. Theo đó, một bên đồng tình và cho rằng đoàn di băng nói đúng còn một bên lại phản đối, cho rằng nữ đại gia có thái độ kiêu căng. Thực dụng, không có tiền nghe bài nhạc xuân cũng não lòng. Một nửa đồng tình với bài đăng được cho là của đoàn di băng nhưng cách dùng từ ngữ có phần thô nên khiến nhiều người phản ứng. Ơ ờ, đúng luôn, sợ Tết. Người ta nói đúng mà. Tại không có tiền nên không thích Tết chứ có tiền ai chả thích. Được tụ họp gia đình vui chơi ăn uống cùng nhau trong dịp Tết ai cũng thích hết. Nhưng mà tôi không có tiền vẫn thích Tết nha. Không có tiền thì chẳng ai nôn tới Tết. Không có tiền thì sau khi qua mùa Tết nợ nần cũng ngập đầu nếu câu nói đó được nói ra ở một người có mức sống trung bình thì sẽ không ai phản ứng nhưng được nói bởi một người giàu thì lại cho là người ta khoe mẽ bà nói hết tiền chứ có đụng chạm ai câu đó chủ yếu ý chính là nói những người có khoản dư và sẵn sàng đón tết mới mong đến tết còn những người chưa kịp có khoản dư hay không có tiền thì tết đến là một điều lo ngại vì không có tiền cho cha mẹ hay mua quà cho họ hàng ở quê có tiền mới nôn nào mong tết tới sớm chứ không có tiền nghe bài nhạc xuân cũng não lòng tôi thấy người ta nói đúng chấp nhận hiện thực thôi chẳng qua là chị ấy được người ta chú ý nhiều nên mới vậy nói thì cũng đúng nhưng trong lời nói có chút kiêu căng có những lời dù đúng cũng không bao giờ nên nói ra lấy sự lo lắng của người khác ra để bỡn cợt là sai rồi ngược lại không ít người lại không đồng ý với quan điểm này vì đây là hành động lấy sự cực khổ lo lắng của người khác ra để bỡn cợt riêng tôi thấy không đúng tết bây giờ chán câu nói không sai nhưng cũng không đúng tí nào ai cũng mong Tết bình thường để được đoàn viên. Con cháu ở xa về quê quần, người không nghèo như tôi đây vẫn sợ Tết, ngại Tết. Nghĩ cảnh bốn đứa con không đi học, không giúp việc thôi cũng không dám mơ Tết rồi. Nó là cảm giác riêng của mỗi người và chẳng liên quan đến việc có tiền hay không. Bạn lấy sự khổ cực lo lắng của nhiều người ra bỡn cợt, đùa vui thì khác gì tích tâu cơ trêu đùa trên sự khổ cực của bà cụ hôm trước. Đâu phải ai cũng có cuộc sống sung túc như chị. Chị nói vậy động chạm tới bao người lao động vất vả ngoài kia người ta cũng mong có một cái Tết ấm no lắm chứ. Như vậy đi làm từ thiện cũng như đang coi thường người khác. Quá đáng thật. Cảm giác chị ấy đang theo chen kêu hết tiền. Quy trục mọi vấn đề là vì thiếu tiền. Thực tế là Tết giờ đã thay đổi quá nhiều so với 10 năm trước. Bởi cuộc sống của con người thay đổi, tư duy thay đổi nên sẽ ăn Tết một cách khác. Người chọn du lịch, người chọn đi chúc Tết vài nhà rồi ở nhà hết Tết. Không phải mọi vấn đề buồn vui hay gì đều liên quan đến thiếu tiền hiện tại đoàn di băng vẫn chưa có thêm ý kiến nào trước những tranh cãi này còn bạn bạn nghĩ sao